mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một chiếc chân váy dáng dài mà dạng xòe nha các bạn. Đặc biệt với thiết kế 5 cúc phía trước như thế này nhìn rất là dễ thương ha. Với cái form váy này các bạn có thể diện với những cái form áo như thế này cực kỳ đẹp, rất là chất luôn. Chiếc váy này được thiết kế với khá nhiều form màu, rất là tinh tế, rất là dễ mix đồ. Các bạn tham khảo qua mẫu ảnh nè, và chúng ta chọn cho mình một mẫu màu ưng ý nhất nha. Rồi, hình chụp thực tế của sản phẩm luôn nè các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp. Vải này là vải co giãn nữa nên các bạn cũng có thể yên tâm ha. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee bán dòng sản phẩm này được đánh giá 4.9 sao nè. Với 3,5 ngàn sản phẩm đã bán rồi, giá đang giảm 45% luôn ha. Chỉ có 77.000 một chiếc váy như thế này thôi. Các bạn còn chần chờ gì nữa, nếu có nhu cầu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Đánh giá 5 sao nè, chân váy rất đẹp à, với giá tiền thì quá rẻ. Hình chụp thực tế luôn ha. Váy đẹp chết con bé rồi, xinh xỉu luôn. Nhưng eo hơi rộng xíu, eo 65 trở lên thì mặc vừa khít, size S nhé. Chất siêu sướng luôn nha mọi người ơi. Để mua thêm cái nữa. Váy xinh lắm nha, chất mềm, co giãn, phục vụ tốt, đóng gói cẩn thận. Hình chụp thực tế luôn ha. Nói chung thì với cái chiếc chân váy này thì mình cũng biết được rằng là nó rất là dễ mix đồ và bận rất là đẹp. Nếu mà các bạn có cái thân hình mà hơi mảnh mai mà có form chút xíu thì các bạn sẽ thấy chiếc váy này bận rất là chất luôn nha, nó rất là dễ thương luôn á. Đặc biệt đây là một shop bán hàng khá uy tín ha, được đánh giá rất là tốt nên các bạn an tâm về chất lượng sản phẩm nha. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.